Ok, chào mừng tất cả anh em trở lại Hùng Mobile. Dũng rồi đây. Cái phân khúc cận cao cấp với giá khoảng 10 triệu thì có rất là nhiều sự lựa chọn cho anh em, như thể là iPhone 6S Plus, iPhone 7. Mỗi một cái sản phẩm thì đều sẽ có một cái điểm mạnh riêng, đánh vào từng cái nhu cầu của mỗi người. Và mới đây thì lại có một sự xuất hiện đại diện đến từ Samsung, đó chính là chiếc Samsung Galaxy S8 Mỹ hàng line new. Và nó cũng được khá là nhiều sự quan tâm từ tất cả mọi người. Mình thì đã có video trên tay đánh giá chi tiết em này rồi, mình sẽ để đường link phía bên dưới cho anh em nào muốn xem lại nhá. Vậy thì Samsung Galaxy S8 Mỹ trong cái tầm giá này thì có gì nổi trội so với các cái đối thủ và nó có xứng đáng để anh em lựa chọn hay không? Anh em cùng mình tìm hiểu trong video này nhá. À mà S8 Mỹ thì đang có mặt tại Hùng Mobile với cái giá chỉ hơn 10 triệu một chút. Anh em có thể tham khảo tại website hungmobile.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Ngoài ra thì ở đây còn có rất nhiều các cái mẫu Samsung đến từ Mỹ nữa, như thể là Samsung Galaxy Note 8 hay là S8 Plus. Còn bây giờ thì quay trở lại với cái nhân vật của chúng ta nhá. Đầu tiên thì mình có thể khẳng định luôn với các bạn là Galaxy S8 Mỹ là chiếc máy có thiết kế đẹp nhất, bóng bẩy nhất và quyến rũ nhất trong cái phân khúc này, mà không có một đối thủ nào có được. Mình đố các bạn tìm được một cái sản phẩm nào mà cái mặt lưng kính phía sau và cái màn hình phía trước được làm cong rất là độc đáo như ở cái sản phẩm này đấy. Cái thiết kế này thì mang lại cái khả năng cầm nắm rất là thoải mái cho tất cả chúng ta. Máy thì luôn có khả năng chống nước là IP68. Và ngoài ra thì đối với bản Mỹ thì có thêm dòng chữ Galaxy S8 ở đây. Đây là một cái điểm mà mình cũng như rất là nhiều khách hàng cũng thích ở cái sản phẩm Samsung Galaxy Mỹ. Nói chung mình khá thích cái kiểu thiết kế của Samsung từ đời S6S trở đi. Các cái đời về sau thì càng hoàn thiện dần và chiếc S8 của Samsung có độ hoàn thiện cao nhất trong cái dòng Samsung Galaxy S. Thứ hai thì là về màn hình trên S8. Đây cũng là một điểm độc nhất vô nhị của cái sản phẩm này trong tầm giá. Sẽ không có bất kỳ một cái đối thủ nào mà lại có cái màn hình vừa cong mà lại vừa sexy và hiển thị được gần như có thể là toàn bộ diện tích mặt trước như ở trên chiếc Galaxy S8 này. Màn hình tuy rộng tới 5.8 inch nhưng mà kích thước vẫn vô cùng nhỏ gọn, nó còn bé hơn nhiều so với chiếc iPhone 7 Plus mà mình đang có trên tay đây, với màn hình là 5.5 inch như các bạn có thể thấy đấy. Ngoài ra thì chất lượng hiển thị của Galaxy S8 với độ phân giải là 2K và tấm nền Super AMOLED mang lại cái hiển thị tốt hàng đầu thế giới hiện nay theo đánh giá của trang DisplayMate, trang công nghệ chuyên đánh giá màn hình hàng đầu thế giới hiện nay. Ngoài ra thì máy còn có tính năng on square on display hay tính năng màn hình cạnh, cũng là những cái mà bạn không thể tìm thấy trên các cái dòng sản phẩm của iPhone hay là các cái hãng khác. Cái thứ ba đó chính là nếu như mà bạn là một người thích chụp ảnh thì đây là một cái sự lựa chọn không những là tốt nhất trong tầm giá mà còn là sự lựa chọn hàng đầu trên thế giới hiện nay. Nối tiếp cái sự thành công với camera trên S7 được đánh giá là camera phone đẹp nhất trên thế giới thì S8 cũng cho thấy nó có những cái đặc điểm của thế hệ tiền nhiệm đó. Với cái khẩu độ f1.7 cả mặt trước và mặt sau thì ảnh cho ra từ S8 Mỹ có thể nói là đẹp thôi rồi luôn. Trong cái điều kiện đầy đủ sáng thì ảnh cho ra đầy đủ chi tiết, màu lên rất là đẹp. Còn khi mà thiếu sáng thì S8 cho thấy cái lợi thế về cái khẩu độ lớn của mình, khi mà ảnh sáng hơn và không có noi. Còn camera selfie thì với rất là nhiều cái chế độ làm đẹp và chế độ selfie góc rộng thì ảnh tự sướng từ S8 Mỹ có độ chi tiết khá là cao nhưng mà vẫn không bệt. Thứ tư đó chính là về cấu hình. Cấu hình trên Samsung Galaxy S8 Mỹ tuy có phần kém hơn một chút so với iPhone 7 trong cùng phân khúc, tuy nhiên so với dòng Android thì đây vẫn là một cái sự lựa chọn tốt nhất trong cái tầm giá này. Khác với cái bản tại thị trường Việt Nam và Hàn Xưởng thì S8 Mỹ được chạy con chip Snapdragon 835 thay vì con chip Exynos 895. Được tích hợp 4GB RAM nên các cái tác vụ nặng hay là các cái tác vụ hàng ngày thì cũng đều cân được hết. Chip Snapdragon thì vẫn có độ tương thích với game và ứng dụng tốt hơn so với con chip Exynos khá là nhiều. Cộng với việc con chip này được sản xuất trên tiến trình 10 nanomet nên rất là mát dù có chơi game nặng trong một thời gian dài. Cái điểm nổi bật cuối cùng trên Galaxy S8 Mỹ đây cũng chính là một cái sản phẩm sẽ mang lại cho bạn rất là nhiều các cái tính năng tiện ích và thông minh. Chúng ta có trợ lý ảo Bixby, bảo mật móng mắt, vân tay một chạm, cảm biến đo nhịp tim, khả năng chống nước IP68, chuẩn kết nối USB Type-C, hỗ trợ sạc nhanh 3.0 cao nhất, sạc nhanh không dây, đặc biệt là nó có thể biến thành một CPU máy tính với thiết bị Samsung DeX. Trên đây là những điểm mạnh nổi bật của Samsung Galaxy S8 Mỹ so với các đối thủ trong cùng tầm giá. Tóm lại thì đây là một cái máy mang lại cho chúng ta một cái thiết kế đẹp nhất, màn hình cong tràn hiển thị chất lượng tốt, camera chụp ảnh tốt nhất, cấu hình cực khủng và trang bị rất là nhiều các cái tính năng tiện ích thông minh. Theo mình, nếu bạn là một người thích trải nghiệm những cái sự độc đáo, cao cấp, nhiều các cái tính năng hữu ích thì đây chắc chắn là một cái sự lựa chọn tốt nhất trong tầm giá rồi. Còn nếu mà bạn thích cái sự ổn định, mượt mà và cấu hình mạnh nhất thì iPhone mình nghĩ vẫn là một cái sự lựa chọn tốt hơn. Hiện tại thì Hùng Mobile đang là đơn vị sách tay đầu tiên những chiếc S8 Mỹ về Việt Nam. Anh em vào website hungmobile.vn để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Ngoài ra thì trong phân khúc này Hùng Mobile cũng đưa ra rất nhiều các cái sản phẩm để cho anh em thoải mái lựa chọn. Anh em hãy vào đây để tham khảo. Thôi chắc mình cũng phải kết thúc video này thôi. Thấy video hay thì nhớ like, share, subscribe kênh YouTube Hùng Mobile nhé. Mình là Dũng Rùa, hẹn gặp lại anh em cho các video lần sau.